Trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay, người dân được nghỉ liên tục 4 ngày nên lượng người rời thành phố về quê là khá lớn. Tại Hà Nội, dù cảnh sát giao thông đã lên phương án phân luồng ứng trực để giải tỏa phương tiện, tuy nhiên lượng người rời thủ đô về quê hoặc đi du lịch là quá đông, cộng thêm nhiều vụ va chạm, tai nạn giao thông khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng suốt từ chiều cho đến tận nửa đêm qua. Các phương tiện cuối giờ chiều ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ đang ùn ùn di chuyển tại các cửa ngõ thành phố. Lượng xe hàng ngày trên các đoạn đường cao điểm, đoạn bến xe Giáp Bát nước ngầm tiếp ra cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, cộng với số lượng gia tăng các phương tiện ô tô cá nhân của người dân về quê trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Chúng tôi đã ứng trực 100% con số. Đấy, và ở ngoài đường trên các tuyến đường trọng điểm như là đường Giải Phóng, rồi đường Ngọc Hồi và đặc biệt là xung quanh khu vực bến xe nước ngầm, bến xe Giáp Bát. Hiện nay là lưu lượng phương tiện là trở nên là đông đúc do là người dân là được nghỉ lễ 30 tháng 4 1 tháng 5 là về quê. Lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi là bám trụ trên tất cả các cái tuyến đường và các cái nút giao thông trọng điểm để phân luồng, chỉ huy điều khiển giao thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho nhân dân được đi lại được thuận lợi. Việc tăng cường bố trí lực lượng cảnh sát giao thông tại các điểm nóng, các tuyến đường với các phương tiện giao thông lớn nhằm phân luồng từ xa, giảm tránh tai nạn giao thông. Tại các nút giao Pháp Vân nối ra cao tốc, ngoài các lực lượng được tăng cường tại các điểm chốt, các đội tuần tra lưu động cũng được bổ sung. Tại trạm thu phí BOT Pháp Vân Cầu Rẽ, các phương án phân luồng, tăng cường nhân viên tại các điểm soát vé, bán vé. Tập trung đủ cái lực lượng 100 quân số thường trực tại trạm để có thể vừa tổ chức công tác thu phí, vừa tổ chức công tác phân làn và đồng thời phối hợp với cái công tác tuyên truyền cũng như là cái phối hợp với cái đội 3 của cái lực lượng C08 để làm sao mà có thể phân làn phân luồng từ xa, đặc biệt là nắm bắt cái thông tin trên tuyến để có thể là xử lý các ùn tắc tại các vị trí đầu tuyến như km 82. Còn ở các cái vị trí trạm, chúng tôi tăng cường cái tổ chức phân làn và đồng thời nữa là tổ chức cái công tác hướng dẫn cho lái xe đi vào đúng cái làn ETC và làn MTC, đảm bảo được cái tối ưu nhất. Và trong các trường hợp đặc biệt, nếu mà nó vượt quá khỏi quy định thì chúng tôi sẽ tiến hành xả trạm. Tuy nhiên, lượng phương tiện quá lớn cộng với việc liên tiếp 4 vụ va chạm tai nạn trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đã làm giao thông kẹt cứng chưa từng có theo hướng Pháp Vân đi Ninh Bình. Tất cả các phương tiện nằm chôn chân gần 7 tiếng. Rất nhiều người dù khởi hành từ chiều nhưng đến 3 giờ sáng vẫn chưa thể về nhà. Nhiều tài xế cho biết suốt một tiếng đồng hồ chỉ đi được vài chục mét. Đến sáng nay, tình trạng ùn tắc tại cao tốc Pháp Vân Ninh Bình và các cây cầu như Vĩnh Tuy Thanh Trì vẫn tiếp tục tiếp diễn.